xin kính chào quý vị anh chị nhé, quý nhà đầu tư. Và hôm nay em Hòa tiếp tục giới thiệu cho quý vị anh chị một sản phẩm, một lô đất quốc lộ 14 nhé. Và sản phẩm của chúng ta có địa chỉ tại xã Ia Pa, huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai nhé. Đây. Sản phẩm của chúng ta là đã có một cái mặt bằng kinh doanh với bề ngang là 23 m, chiều sâu là 139 m và hai mặt tiền trước sau nhé. Hai mặt tiền trước sau đầu đít vào nhau hết. Một mặt tiền là quốc lộ 14A và một mặt tiền đằng sau là cũng là con đường nhựa luôn quý vị nhé. Đường nhựa rộng khoảng 6 m. Thì em sẽ bay phần cam lên nhé, và thể hiện ranh giới cho quý vị chị. Rồi em giới thiệu qua các hướng đi cũng như là tiện ích của lô đất này nhé. Đây, theo hướng màn hình em quay đây thì chúng ta đi về trung tâm của Ủy ban xã Gia Pa, trường học, trạm y tế. Thì ngay trên đầu trên này là khoảng 1,5 cây thôi quý vị chị, 1,5 2 cây. Và chúng ta đi ra đến trung tâm của huyện Chư Bứ là rơi vào khoảng 2,5 cây nhé. Khu vực kinh doanh rất là sầm uất, ở đây có quán ăn này quý vị. Khu vực dân cư. Đây em đang quay vào giờ trưa cho quý chị nhé. Đây, theo hướng này thì chúng ta sẽ đi về Đắk Lắk như quý chị nhé. Trường cấp 3 thì ngay dưới này, trường cấp 3 rất là lớn ở ngay dưới này nhé. Đắk Lắk rồi ở Bình Dương, Đồng Nai, Sài Gòn đi theo cái tuyến quốc lộ 14A này nhé quý anh chị nhé. Đây, sản phẩm của chúng ta là có một cái mô hình kinh doanh vừa sửa xe rồi kinh doanh quán cà phê đây quý vị chị. 23 m nha, đầu đít bằng nhau hết nhé. Đất thì bằng phẳng so với đường, 23 m và sâu vào 139 m. Hiện tại trên đất là có 280 m vuông nhé quý chị nhé. 280 m là đất ở như chị nhé, đất thổ cư. Đấy. Nhà thì xây rất là kiên cố rồi. Đây là cái hàng rào này, hàng rào bên ngoài. Đấy. Trên này thì có mái hiên, chỗ để xe đây quý chị. Đây, vậy em sẽ tiến vào đây nhé. Đầu tiên thì em sẽ đi vào cái căn nhà rồi mô hình kinh doanh ở đây. Đây, căn kinh doanh quán cà phê, nước rồi cà phê võng như anh chị nhé. Đây em sẽ tiến vào cái nhà sửa xe trước này. Có hai cái nhà cấp 4 luôn nhé, cực kỳ chị nhé. Đây quý vị chị. Cái này là chỗ này là gia chủ đang cho thuê này, đang cho thuê mặt bằng để kinh doanh tiệm rửa xe. Cái này thì ví dụ quý vị anh chị lấy thì gia chủ sẽ lo hết cái phần này. Đấy. Cái này là gia chủ để cho người em làm ở đây nhé anh chị nhé, là làm quán sửa xe. Có cái nhà cấp 4 như thế này. Đấy. Dưới này là có một cái phòng ngủ ở đây. Ở cái này thì quý vị anh chị có thể ngăn ra, chúng ta làm được 2 phòng ngủ luôn nhé. Nhà cấp 4 này thì khoảng 120 m vuông quý vị chị. Đằng sau này là cái sân vườn đây. Đây, ranh giới rõ ràng hết rồi, bờ rào đấy quý vị chị. Chạy tút xuống dưới kia, một mặt tiền đường nhựa nữa nhé. Đây quý vị anh chị, vừa để cho chúng ta cho thuê rồi vừa định cư sinh sống tại đây. Cái bên này thì quý vị anh chị vẫn có thể cho thuê được. Còn bên kia là chúng ta vừa kinh doanh buôn bán vừa ở định cư luôn nhé. Tạo ra cái dòng tiền trên đất quý vị chị. Chúng ta vừa mua vừa đầu tư, vừa có nguồn thu nhập trên đất nhé. Đây, và em sẽ tiến vào cái ngôi nhà đây thôi. Mái khung kèo làm bài bản ớt giáp hết rồi. Đây cái mặt trước của ngôi nhà này. Đây thì có cửa kính chống ồn nhé. Đây là cái phòng thờ, phòng khách thì gia chủ làm cái phòng thờ. Nhà này được khoảng 150 m vuông. Gia chủ làm cái phòng thờ đằng trước đây. Như thế này. Có 3 phòng ngủ nhé. Đây là cái chỗ phòng khách để tiếp khách đây. Có 3 phòng ngủ khá là rộng. Có trần chống nóng, trần nhựa nhé. Gạch ốp chân tường bài bản hết. Cửa hộp nhé, cửa hộp nhôm. 3 phòng ngủ, nhà rất là thoáng mát nhé. Đây là khu vực cửa phòng bếp đây quý chị. Đấy, có nhà tắm, nhà vệ sinh. Đây là nhà tắm này, nhà vệ sinh nhé quý vị chị, đầy đủ hết mọi công năng. Đây là cái kho này, chỗ để đồ nhé quý vị chị nhé. Đây là cái khoảng sân vườn như thế này. Đây, vậy em sẽ tiến ra cái phần bên hông để em quay cái mặt tiền đằng sau cho quý vị chị nhé. Đây là cái không gian một quán cà phê thì các chị nhé. Gia chủ sẽ để lại những cái bộ bàn ghế mô hình kinh doanh như thế này để lại tặng lại cho quý vị chị. Còn là đồ đạc nội thất trong nhà thì gia chủ sẽ lấy đi nha anh chị nhé. Rồi bình nước, bình nóng lạnh là gia chủ cũng để lại cho quý vị chị hết. Đất thì bằng phẳng như anh chị nhé. Đó. Đây là cái phía sau này quý vị chị. Đây có nhà vệ sinh cho khách này, hai cái nhà vệ sinh cho khách ngồi uống cà phê nhé. Đất thì phía sau rất là bằng phẳng như quý anh chị nhé, ranh giới thì rõ ràng. Ở đây thì chúng ta có một cái giếng khoan nữa đấy, giếng khoan, điện, đài, wifi, camera đầy đủ hết nhé quý anh chị nhé. Đây cái giếng khoan này. Còn về phần giá cả thì em sẽ ghi trên phần tiêu đề nhé anh chị nhé. Gia chủ đang thống nhất giá rồi, khi nào quyết định giá thì em sẽ ghi trên phần tiêu đề cho quý vị chị cùng nắm thông tin nhé. Ranh giới thì bờ ranh rõ ràng hết rồi. Bên này là lưới thép B40 này. Đó. Còn bên này là bờ tường đây quý vị chị. 23m sâu 139m, 280m đất ở, có hai cái nhà cấp 4, mô hình kinh doanh quán cà phê, tiệm sửa xe. Quý vị anh chị mua về vừa chúng ta vừa để cho thuê, rồi chúng ta vừa kinh doanh buôn bán, vừa định cư sinh sống tại đây. Mặt tiền là quốc lộ 14A, xe cộ đi lại rất là đông nhé, rất là sâu. Đằng sau này đang trồng tiêu với một số cây ăn trái, sầu riêng anh chị. Kia có mấy cây sầu riêng hạt rất là to nhé. Đây quý vị anh chị, quý vị anh chị không thích tiêu thì chúng ta có thể nhổ bỏ đi, rồi chúng ta trồng cây ăn trái, làm cái mô hình nhà vườn, hoặc là chúng ta mở rộng mô hình là quán cà phê ra nhé. Hoặc là chúng ta xây nhà nghỉ rồi nhà hàng. Đây là cái lô 2, cây sầu riêng, sầu riêng hạt khoảng 5 cây nhé quý chị nhé, 5 cây. Đấy, cây này đang có trái này, đang ra trái rất là to rồi. Đằng sau là có mặt tiền đường nhựa không? Mặt tiền đường nhựa đây à? Cái tông à? Đây chỗ này thì đang trồng mía đấy quý vị chị, đang trồng mía rồi chuồng trại, tức là nuôi dê ở đây thì phải quý vị anh chị, nuôi dê hay nuôi bò đây này. Đây là mặt tiền đường nhựa chứ không phải đây bê tông quý vị anh chị, có cổng ra về sau luôn nhé. Đằng sau này là cao su. Đây là khu vực dân cư, đằng kia là dân cư lô 2 ở khá là đông nhé quý vị nhé. Lô 2 ở khá là đông. Đằng kia là nhà hết, toàn bộ là nhà dân. Này nhà lô 2 này quý anh chị nhé. Cái này là làm chuồng bò đấy quý anh chị. Ngày trước là bán bò giống. Quý vị anh chị, chúng ta mua về thì chúng ta có thể tách bìa, rồi chúng ta phân lô ra, rồi chúng ta bán. Đằng sau chúng ta cắt đôi ra, chúng ta bán cái phần đằng sau này. Còn đằng trước chúng ta vừa có thể kinh doanh, vừa để cho thuê, vừa định cư nhé. Và bây giờ em xin phép kết thúc video tại đây quý vị anh chị. Quý vị anh chị đang xem kênh thì nếu mà thiện chí thì liên hệ ngay cho em. Em sẽ gửi đầy đủ thông tin bìa cho quý vị anh chị. Và em Hòa xin phép kết thúc video tại đây. Quý vị anh chị đang xem kênh thì cho em xin một like, một đăng ký và bật chuông thông báo nhé, để chúng ta nhận về những video cũng như là sản phẩm mới nhất của kênh Nhà Đất chúng em nhé. Em xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ em sẽ thể hiện chân mình từ flycam nhé.